Thưa quý vị, có một nơi đào tạo đặc biệt, nơi ấy lớp học là bầu trời với học cụ là máy bay. E-910 Giảng đường trên mây là tên một bộ phim tài liệu kể về những phi công chiến đấu, những con người ngay từ khi còn trẻ đã đánh đổi nhiều cơ hội để có một sự lựa chọn đã ngưỡng mộ cho cuộc đời của mình. Họ là phi công chiến đấu, họ đào tạo phi công chiến đấu và họ bảo vệ Tổ quốc. 910 chính là tên của cái trung đoàn không quân. Còn Giảng đường trên mây thì khi mà huấn luyện máy bay ấy, thì là chỉ một thầy một trò. Và thầy một trò lại cùng với nhau ở trên hai cái khoang lái. Bất kỳ những cái lời nói của thầy nó cũng được truyền ngay trực tiếp ở trên tay. Những cái cần lái thông nhau. Và khi mà người này điều khiển thì người khi có thể cảm nhận được. Và họ gắn kết với nhau thực sự. Và cũng có một sự gắn kết thực sự giữa đoàn làm phim với những người lính bay. Ekip đã có gần một tháng ghi hình, được sống cùng một ngày trọn vẹn, được tận mắt thấy những bài tập luyện vô cùng khắc nghiệt. 3 giờ sáng, mọi người phải thức dậy để săn cái cảnh mà kéo máy bay ra nơi tập trung. Và chúng tôi sẽ thao thức để có thể là chờ đợi cái khoảnh khắc để kéo máy bay ra như vậy. Luôn luôn dậy sớm để theo những cái kỷ luật quân đội, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Chỉ cần chúng tôi xuống nhà ăn trễ thôi là chả còn gì để ăn nữa. Bởi vì là các chị nhà bếp cũng thu dọn luôn. Mọi người phi công ăn xong là cũng là thu dọn luôn. Đấy, chúng tôi muốn đóng góp một sức nhỏ bé để cho mọi người xem bộ phim và thêm yêu những cái người phi công đã hy sinh hết những cái tuổi thanh xuân của mình cho cái công việc học tập rồi huấn luyện để bảo vệ bầu trời của Việt Nam. Phim dự kiến sẽ được chiếu vào tháng 8 này tại một số trường không quân trước khi được chiếu miễn phí trên mạng xã hội đến đông đảo khán giả.